Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Tuấn Tít Steamer. Và hôm nay mình sẽ reaction bài hát Đừng Như Thói Quen của Jakey và Sara Lew. Thì mình chưa nghe bài này bao giờ, nhưng mà mình có nghe thấy ở trên mạng là hình như là bài này là có một cái chút âm hưởng gì đấy nó na ná với của bài hát cũ của Trịnh Thanh Bình, nên là do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Thì bây giờ mình sẽ thử nghe bài này xem. Có một bản khác live nhưng mà mình sẽ không xem clip đó vì có sợ bản quyền của VTV3 ấy, thì mình sẽ nghe bản này thôi. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu vào với Đừng Như Thói Quen, Jakey. Khoảng trời trong anh, nhưng đến bây giờ Cái gì nhỉ? Nghe đúng rồi, nghe giống bài dường như đã thế thôi, bây giờ đã lỡ như thế, đây là đúng bài của chị em mình luôn. Cái nhịp anh vậy. vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống, yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng xa xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ chỉ còn là giấc mơ. Phải mong chờ một điều giản đơn đến thế. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu vẫn còn đó lời yêu lúc xưa? Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi, sao giờ chẳng thể nào chạm tới? Sao ta chẳng thể yêu cho nhau? Xa xôi, từng ngày cảm giác trong tim cứ thế
gặp nhau ta đâu có hay. Ok. Thì ok thì là bây giờ mình sẽ đưa một vài cảm nhận của mình nhá. Thứ nhất là đúng là nó có một cái chút gì đấy nó giống với những bài hát cũ của Trịnh Thanh Bình. Cái có điều gì nó gọi là cái âm hưởng, cái nhạc, cái beat là nó có một cái chút gì đấy là nó có mượn cái hòa âm, nó có lấy cảm hứng, gọi là lấy cảm hứng thì đúng không, từ cái hòa âm nhạc của Trịnh Thanh Bình. Vì các bạn có thể nghe được cả cái bài hát này, là các bạn nghe kỹ mà xem cả bài hát này, cái nhạc của nó ấy, nó rất giống tất cả những bài hát của Trịnh Thanh Bình. Cái màu ấy, cái màu nhạc rất giống của Trịnh Thanh Bình. Nếu như không muốn nói là nó, nếu như không mình không muốn nói nó là màu của Trịnh Thanh Bình luôn, thật sự. Còn nếu mà các bạn bảo là nó giống với một bài hát của Trịnh Thanh Bình thì mình nghĩ là nó chỉ giống ở đoạn đầu này thôi, nó chỉ giống một đôi chút thôi. Đây, mình nghe mình cũng cảm nhận được cái này thôi. Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Đúng, đây là bài bài gì nhỉ, mình sẽ tìm cho các bạn. Trịnh Thanh Bình. Không phải đã biết sẽ có ngày hôm qua. Lời chưa nói, đúng không? Lời chưa nói, chính xác. Mình vừa tìm cho các bạn, chính xác là lời chưa nói đây. Nếu các bạn không tin, tôi bật lại cho các bạn luôn. Giống luôn. À. Chỉ là nhanh hơn thôi, cái nào nhanh hơn. Say mong chờ có ai nào ngờ dường như đã mong chờ. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng đấy nó rất giống nó, nhưng mà nó rất giống nhưng mà nó chỉ giống thôi. Vì cái đấy các bạn có thể thấy ở bài lời chưa nói này, nhịp nó nhanh hơn nhiều và cái lời nó cũng nhanh hơn, còn ở đây nó chậm hơn, nó là chậm hơn rồi, nó chỉ là cùng hòa âm nên các bạn nghe các bạn sẽ thấy nó giống nhau và các bạn thấy nó có cái hòa âm nó giống nhau thôi. Vậy nên Trịnh Thanh Bình cũng chỉ, khi mà mình đọc được mấy bài báo ấy, thì Trịnh Thanh Bình cũng chỉ nói là khi mà Trịnh Thanh Bình nghe bài này thì nó cảm thấy như là nhớ lại cái hồi đầu của mình khi mà vào đi ca hát. Đó thì là nhớ về những bài đó thôi, vì nó có một cái âm hưởng nó giống chứ không phải là nó đã. Đó là về những cái thứ mà mình nghĩ về cái vấn đề là các bạn nói là nó đạo hay không. Quan điểm của mình thì nó là không phải là đạo, nó cũng giống như kiểu cái bài của Sơn Tùng ấy, chúng ta không thuộc về nhau ấy. Đó, các bạn nghe các bạn cũng tưởng là đạo, nhưng mà thực ra đấy nó giống đến cái mức mà nó chỉ gọi là giống đến 80% thôi thì không thể gọi là đạo nhạc được. Đó thì đó là một vài cái mà các bạn còn thắc mắc về cái đạo nhạc này thì mình muốn nói rõ hơn. Còn về cái bài hát này này thì về đơn giản là mình thấy là bài hát nghe rất là truyền cảm, rất là hay, mình cũng rất là thích bài này. Nghĩa là các bạn nghe, các bạn xem ở đây, các bạn có thể thấy là mình mới chỉ nghe đến lời, hết lời thứ nhất, mà đến lời thứ hai mình có thể ngân nga theo bài hát này. Thì mình nghĩ bài này sẽ rất là hot, ngoại trừ cái việc là nhạc của nó hơi cũ,
vì là những cái bài hát này nó cái nhạc của bài này nó giống cái bài những cái bài trước của chị Thông Bình rồi, thì nó cũng đã là nó đã khá là lâu rồi, thì cái dòng nhạc đấy nó khá là lâu rồi, chỉ có lời là mới thôi đó. Thì cái lời bài hát thì mình nghe mình thấy nó ổn, nó cũng đúng là một bản ballad, nhưng mà thực sự là dạo này mình cảm thấy những bản ballad của Việt Nam nó không còn thực sự là mới lạ và quá là chất nữa, nó bắt đầu chuyển sang cái dòng nhạc điện tử. Mọi người có thể thích nghe dòng điện nhạc điện tử nhiều hơn là những bài hát ballad như thế này. Thì từ sau khi riêng Jayki, thì từ sau khi cái bài hát Chiều Hôm Ấy thì có lẽ là một cái bóng quá lớn của bài hát đó, từ đó mình vẫn chưa thấy một cái sản phẩm gì của Jayki có thể còn, mình đối với mình nhá là nổi bật hơn được bài đó. Thì mình đó là một vài cái cảm nhận của mình về cái bài hát này, không mình nghĩ là không có gì mới lạ lắm. Một bài hát nghe ổn, nếu các bạn là một fan thì nghe vẫn sẽ là thích, một người bình thường nghe cũng thấy là ổn, không phải là quá chê trách. Mình đối với mình ấy là một người mà thích cũng khá là thích nghe ballad, thì mình thấy bài hát này cũng được và mình cũng sẽ nghe lại bài này. Thì ok, dù sao mình cũng sẽ để lại một like cho cái bài hát này, mình sẽ không đăng ký vì đây không phải là cái kênh chính của Zeki, chỉ là một cái kênh re-up lại thôi. Thì đó là một vài cái cảm nhận của mình. Nếu các bạn nghe bài hát này có thể thấy giống cảm nhận của mình có thể không, nhưng mà các bạn hãy nghe thử xem các bạn có giống mình hay không. Còn đó, cái quan điểm mà mình nói về vấn đề đạo nhạc hay không ấy, thì đó các bạn có thể nghe mình đã nói rồi, có thể các bạn đồng quan điểm có thể các bạn không, nhưng mà hãy cứ nghe nhạc đi, vì nhạc nó hay thì các bạn là người được lợi, các bạn sẽ được lợi vì các bạn sẽ nghe được những cái bài hát hay hơn thôi. Đó thì đó là cái suy nghĩ của mình, và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này của mình. Nếu các bạn thích, like, share và subscribe giúp mình để mình làm những cái clip sắp tới. Xin chào.